谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Thưa quý vị, đây là chương trình Sống Đời, Sống Phật. Trong cái chương trình này, chúng tôi tiếp tục trình bày về cung ma ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành và thức. Những cái chương trình trước đây thì chúng tôi đã trình bày những cái yếu tố như sắc thọ tưởng hành. Và hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến quý vị cái yếu tố thứ năm, cái điều thứ năm trong năm uẩn là thức uẩn. Thức uẩn tiếng Phạn là Vijñāna, Khandha. Tiếng Anh tức là Consciousness. Đây là những cái sự hiểu biết, cái sự phân biệt. Nó có một cái tác dụng phân biệt. Nó cho thấy cái thế giới hiện thực như thế nào khi mà cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng tương ứng. Và khi những cái giác quan của chúng ta mà tiếp xúc với những cái đối tượng thì nó có cái sự nhận biết về cái đối tượng đó. Ngày đó là cái tác dụng. Chẳng hạn như bây giờ nhìn một cái đóa hoa, chúng ta biết đó thuộc loại hoa gì, màu sắc của cái loại hoa đó là vàng, xanh, đỏ hay là trắng. Thì đây là cái tác dụng của tri giác. Tức là tưởng. Riêng về thức thì nó chỉ nhận biết cái sự có mặt của đối tượng. Giống như là một cái tấm kiến soi mặt ở trong nhà khách hay là ở trong nhà vệ sinh. Nó phản chiếu những cái đối tượng mà nó hiện diện ở trước nó. Nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là thức bao gồm có sáu thứ. Thứ nhất là nhãn thức, tức là mắt. Thứ hai, thưa quý vị, là nhĩ thức. Thứ ba là tỷ thức. Thứ tư là thiệt thức. Thứ năm là thân thức. Và cuối cùng thứ sáu là ý thức. Chúng ta có thể hiểu thức là cái nền tảng của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Trong duy thức thì có thể phân tích thức là tâm vương. Thọ uẩn hành, thọ tưởng hành thuộc về tâm sở. Giống như là cái nền tảng của sống là nước. Cho nên ở đây những cái nhà duy thức học đã phân tích trong những cái yếu tố tâm lý thì thức là cái yếu tố nền tảng.
Bởi vì thức của nó bao gồm mọi hiện tượng. Và dựa vào những cái hiện tượng tâm lý để nó sinh khởi. Thì ngồi sâu thức đó, trong duy thức học, thưa quý vị, còn đề cập đến thức thứ bảy, tức là mạt na thức, và thức thứ tám là a la gia thức hay là tạng thức. Nói đến những cái khía cạnh rất là sâu của thức, mạt thức, mạt na thức hay là đề thất thức, là ý căn. Bởi vì ở đây nó có một cái tác dụng nhận thức về cái sự có mặt của mọi hiện tượng. Nó dựa vào ý thức, nhưng mà đồng thời nó cũng có cái tác dụng nhận diện sự có mặt của một cái thực thể nào đó. Còn tàng thức, tức là a lại gia thức, thì nó có cái chức năng duy trì và bảo tồn những cái hạt giống. Ngoài ra thì thưa quý vị, tàng thức nó còn là căn bản cho những cái hoạt động tâm lý. Ở đây đó, nhờ cái khả năng duy trì của thức thứ 8, nó bảo tồn mà mọi cái hiện tượng về tâm lý nó có thể tái phát khi mà nó hội đủ những cái yếu tố cần có. Tất cả nó đều có một cái sự liên quan mật thiết lẫn nhau, chứ nó không phải hiện hữu với một cái tính cách hoàn toàn độc lập. Tất cả hiện hữu là do duyên sinh, do những cái yếu tố mà chúng ta đã được nghe sách thọ tưởng hành, nó liên hệ một cách chằng chịt. Đôi khi cái sự liên hệ mật thiết của nó mình không thể tách rời. Cho nên Đức Phật đã dạy là thức tồn tại nhờ sắc làm điều kiện, làm đối tượng, sắc làm chỗ nương tựa. Thức nó phát triển là nhờ ở sắc. Thức sở dĩ tồn tại là nhờ ở thọ, nhờ ở tưởng và nhờ ở nơi hành. Nó có một cái sự liên quan đặc biệt. Và đó là cái đoạn kinh mà chúng tôi trích dẫn ở trong kinh
tương ưng ba. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy gì? Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng thức uẩn là một hộp thể của sắc thọ tưởng và hành. Sắc thọ tưởng và hành. Không có một cái thức nào mà nó độc lập để nó có thể hiện hữu. Không có một cái được gọi là độc lập để có thể hiện hữu, để có thể tồn tại. Mà cái gì đã do duyên sinh thì thưa quý vị, nó là một cái pháp vô ngã, luôn luôn sinh diệt biến dị, mà thuật ngữ của đạo Phật gọi là vô thường. Thì thưa quý vị, rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về một số điều quan trọng có liên quan đến ngũ uẩn, tức là con ma thuộc bốn cái loại ma, tức là tứ ma. Thưa quý vị, sau phần bảo trợ của các thân chủ dành cho đài, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin quý vị hoan hỷ tiếp tục theo dõi. Xây gương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo.